Chỉ số CPI của Mỹ không vượt quá được mức dự báo là 3,3% mọi người. Và ngay thời điểm ra tin này thì chúng ta thấy là DXY, chỉ số DXY là ngay lập tức là sụt giảm. Bây giờ là hiện tại là trong ngày hôm nay là sụt giảm 0,51%. Như vậy thì ở đây là mình thấy một điều như thế này. Đối với lại trading chúng ta ấy, thì có một cái công thức mà đến bây giờ nó vẫn đúng và đúng khá là nhiều trường hợp. Đó chính là thị trường ngay thời điểm ra tin thì trên thị trường đầu cơ trading ấy, thì giá thường chạy theo cái chỉ số là so với lại dự báo chứ không phải là so với lại kỳ trước. Ở đây chúng ta thấy là mặc dù là CPI tăng 3,2%, tăng là 3,2% so với kỳ trước là chỉ có 3% thôi. Bản chất của nó vẫn là lạm phát đang tăng lên. Nhưng so với dự báo thì kỳ vọng của thị trường là 3,3% lại không đạt yêu cầu. Thế nên là giải thích cho cái việc là nó suy giảm. Thì đấy là chuyện dễ hiểu. Nhưng các bạn hãy hình dung như sau. Một yếu tố nữa góp cho cái chỉ số DXY hôm nay chúng ta suy giảm ấy, đó chính là gì? Đó chính là cái lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp này này. Nó chỉ có 248.000 việc làm thôi. Và như thế thì nó tệ hơn hẳn so với lại cả kỳ trước và tệ hơn hẳn so với cả dự báo. Thế nên là trong ngắn hạn, mình nhấn mạnh là trong ngắn hạn thì mình thấy rằng cái việc giảm của DXY ngày hôm nay là hợp lý. Và đối với biểu đồ kỹ thuật thì ở đây ấy, thì mình thấy rằng là gì? Cái việc mà DXY có thể sẽ còn tiếp tục suy giảm tiếp trong một khoảng thời gian ngắn nữa, có thể nó sẽ về đến cái vùng cầu ở dưới là 100.5 cho đến là 100.0 à 101.0, thậm chí là nếu vùng này không giữ được thì cái vùng cầu phía dưới này có thể giữ đến, nhưng mà mình thì mình thiên về cái vùng này hơn vì đây là một trong những cái cấu trúc mà mình đánh giá là cấu trúc này là cấu trúc có thể gọi là cấu trúc rũ bỏ của đồng USD trong giai đoạn hiện tại. Việc rũ bỏ của USD trong giai đoạn hiện tại này ấy, thì nó thể hiện là nhu cầu về USD sẽ dần dần tăng lên, và cái cú này nó giống như là một cái cú để gom hàng nha mọi người. Đơn giản là nó giống như một cái cú để gom hàng. Tất nhiên đây là phản ánh cá nhân của mình và mình vẫn đang view rằng là có thể nó sẽ là thế này. Đó. Tức là sẽ là USD sẽ là chu kỳ tăng từ đây cho đến hết tháng 8 này, thậm chí có thể là sang đến tháng 9, có thể là tháng 9 nữa là chu kỳ tăng của USD, có thể nó sẽ là như vậy. Mình thiên về cái xu hướng đó hơn, và mọi chiến lược đầu tư của mình thì với USD thì nó sẽ thiên về cái việc mua. Nó đảm bảo cả về yếu tố kỹ thuật và cả về yếu tố về cơ bản. Về cơ bản thì chúng ta thấy là đó, một lần nữa chúng ta thấy là lạm phát bắt đầu tăng quay trở lại. Nói gì thì nói, nó chỉ không đạt kỳ vọng so với dự báo thôi, nhưng bản chất là gì, chi tiêu vẫn nhiều lên. Đó, vậy nên cái khả năng mà Fed sẽ tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao hoặc là Fed phải tăng tiếp lãi suất là vẫn còn. Đấy, thì đấy chính là lý do để cho USD tăng và các loại tài sản khác có thể sẽ sụt giảm, trong đó mình đặt cược vào S&P 500 tiếp tục sụt giảm. S&P 500 là vào cái chu kỳ là phân phối. Trong khoảng từ đây tháng 8, tháng 9 mình cũng sẽ canh để bán xuống thì nó hợp lý hơn nhiều. S&P 500 kể cả Nasdaq hay là hôm qua Nasdaq giảm hơn 1% lần này, cả Dow Jones nữa cũng vậy. Nói chung là chứng khoán Mỹ là mình sẽ tập trung cho những lệnh bán, USD thì tập trung cho lệnh mua. Khó nhất chỉ là vàng thôi các bạn, khó nhất chỉ là vàng, bởi vì vàng nó còn dính đến cả yếu tố gì, vừa USD vừa còn cả cái yếu tố địa chính trị, nó đang khá là khó lường, không biết đường nào mà lường với cái khu vực châu Phi. Chính vì thế nên chắc là mình sẽ phải cai nghiện cái món vàng này, mình sẽ bỏ nó ra trong cái danh mục đầu tư trong giai đoạn tới và tập trung vào cho chứng khoán Mỹ và ngoại tệ, như vậy nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Rồi, cảm ơn mọi người. Để trước khi vào
vào lớp học. Thế nên là mình tranh thủ mình view qua một chút với mọi người về cái thông tin cơ bản vừa được công bố hôm nay thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo nha.